Rảnh quá thì giờ làm gì ta? Đi tô tượng đi hen. Ta nói cái chen tô tượng này qua lâu lắm rồi á. Bây giờ tôi mới thử. Để coi, vì tâm hồn mơ mộng nên pha màu tím cho nó mộng mơ. Tôi đang ngồi ở khu vui chơi thiếu nhi mà nó lạ lắm. Kiểu như vậy nè. Đó, chắc là ông chủ khu vui chơi đang có tâm trạng. Ngồi vừa vẽ vừa nghe nhạc là đỉnh cú chớp luôn. Rồi tới đây là chuẩn bị có điểm rồi nè. Trời mưa đó các bạn. Tôi phải gom đồ chạy nên chưa tô xong nữa. Để dở dang thì kỳ quá nên về nhà là tôi đem ra tô thêm cho xong luôn. Mà sao nhìn thấy bất ổn lắm mà nha. Thôi để đó lần sau thử lại. Nhớ follow mình để xem sắp tới mình làm gì nha.